Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và bây giờ thì chúng ta đã đến Phù Dung Trấn. Đấy, Phù Dung Trấn nha quý vị nha. Hơi lạnh lạnh. Bây giờ thì đoàn của chúng em sẽ đi cái xe điện này để đi vào mua vé, đi vào tham quan, để vào trong đội tường sẽ chia sẻ cho mọi người. Đây hả? Go go go. Tôi vừa đi một cái hành trình từ Phượng Hoàng Cổ Trấn qua đến Phù Dung Trấn này là mất lúc đó đi là 8:09, 2 tiếng rưỡi. Chúng ta đi được 2 tiếng rưỡi. Ô, mọi người nhìn thấy chưa? Đóng băng trên xe luôn, người ta trước khi chạy người ta phải gỡ băng trên xe. Rồi, ô, con này. Nè. Đó, là thấy mọi người biết nó lạnh chưa? Đó. Ui. Quá trời luôn. Lạnh lắm nha cả nhà. Tin tưởng là ma quỷ, họ không tin tưởng là Phật tổ. Đây. Đây này. Nhìn cái này. Đặc biệt là cái này. Cái này là chỗ nào cũng có nhá. Nè, nhìn thấy chưa? Cái này là lân ở bên đây để chống bùa, chấn bùa, chấn át bùa ma quỷ. Tại sao chấn át bùa đấy? Là họ bên đây nó khu bên đây đấy, sợ người ta bảo cái gia đình là làm được ăn là người ta sợ người ta tới lên thẳng bùa. Đấy là chấn nhá, nhìn thấy chưa? Hoàn toàn nhá, chỗ mái nhà nào cũng có nhá. Đầu ngã đi một thẳng đi, từ phòng họ đến phòng họ của chấn cũng có nhá. Tức là ở đây người ta chuẩn bị bùa của dân tộc Miêu. Đây là họ biết được về phương pháp. Đẹp quá mọi người. Là họ không chuyển, không yêu chuyển ra ngoài đâu. Chú ý nhất là người ta đến bây giờ đây là đá. Nhân viên anh ở đây người ta không có tin Phật mà anh cho tin ma quỷ thôi à. Đây là cái có một người, cái này là cái gì? Cái này có bảy thú. Cái bươu bảy thú nè, đúng không? Cái bươu. Ủa cái bảy thú mà. Cái này là cái cây, cái bươu kìa. Là cái áo. Áo mưa của thời xưa nè. À, thấy ghê không? Có cái này. Cái này chắc là cái gì vậy? Quạt thơm. Hả? Thơm thì quạt thóc. Quạt thóc hả? Trời mấy người này có đi cày hay sao mà rành dữ vậy ta? Tôi thua à. Ở mọi người biết không? Cả đường lên đẹp ha. Ở cái gì? Cái này là cái gì quên rồi. Trời ơi, tôi tưởng con chim thiệt, tưởng cây với chim thiệt không mà. Ở Phù Dung Trấn này á là đa số là cái người người thổ gia, người Miêu mà theo thổ gia. Nó sẽ khác với dân tộc Miêu ở trên Phượng Hoàng Cổ Trấn nha quý vị nha. Đa số thông thường là gái Miêu là sẽ lấy chồng thổ gia. Chỉ có người đàn ông ở thổ gia mới dám lấy gái ở Miêu. Tại vì những người mà ở những dân tộc khác người ta sẽ không dám lấy. Tại vì hai dân tộc này họ giống nhau, họ đều sống ở trên núi trên đồ đó. Nên dân tộc Miêu họ có chơi bùa, chơi đồ. Nữ Miêu hôm bữa từng có kể rồi là có bùa đó, bùa có 3 loại: bùa, bùa yêu, bùa tình, bùa thù đó. Cho nên là những người dân tộc khác họ sợ lắm, họ không dám lấy đâu. Chỉ có là người thổ gia này đó họ mới không ngán, họ mới dám lấy thôi. Ô, ngon miệng bánh gạo cửa hàng. Không ai dám đập, những người gia đình này ấy, ở trong ấy, hoàn toàn có đồ gì cũng là đồ bạc ấy. Không ai dám đập, không ai dám đập đâu. Nhà nó thuộc ở nhà giàu đó nha mọi người. Đứng cái bàn thờ chính giữa sợ quá. Ở đây buồn ngãi không ai mà dám vô quý vị. Công nhận coi nè, coi như cái nhà cổ không. Đó, thấy gỗ không? Đa số là nhà gỗ. Dân ở bên đây là đúng là dân giàu. Bác ăn cơm đây thì gọi là thì hồi xưa đấy toàn là cửa bán thôi, cửa một bán một bán là cửa ghép bán rồi. Thì bây giờ đấy thì thời đại chuyển biến này nó sửa ra rồi. Đây là công nghệ, hoàn toàn là công nghệ là con dâu nhé. Gả sang bên này điêu khắc đây, gái bên đây là họ hoàn toàn. Hồi xưa là dân ở bên đây ở đấy, nhà được thế. Wow, nhà quá đẹp. Ở bên đây thứ nhà gạch rồi nha quý vị. Bây giờ nó sửa qua rồi. Nhìn
nhìn nó sửa qua rồi. Tại sao hồi xưa cái móng nhà đấy, cái túi ngủ nó lùa nó hết. Trời ơi, nên bà nó ở trong lùa thì bà nó chịu được bao nhiêu năm, là trăm năm rồi. Dân ở bên đây trường thọ đạt đến là 106 tuổi, nhưng là 106 tuổi, 86 tuổi họ còn leo núi dưỡng con khỉ đi. Nó sinh sống ở trên núi quen rồi, muốn sống đánh bắt rồi. Đây là nói chung là quan trọng về cái đồ bạc ở bên đây. Đồ bạc ở bên đây nhá, là người ta có một câu là sống khỏe bạc chết phải bạc. Làm gì đấy? Thịt không khói. Đấy. Heo, thịt heo gác bếp, thịt heo không khói. Kinh. Ở, mọi người ở trên núi mà ở cái khí hậu lạnh như vậy cho nên là người ta sống thọ là đúng rồi. Ta sống tới 100 mấy tuổi, 100 mấy tuổi là đúng rồi đó cả nhà. Quá đẹp luôn. Trước cửa cái vào người ta còn chuẩn bị cái vương thôn đó quý vị, vương thôn đó, chứ không phải là ghi là thị trấn Phù Dung đâu, nó vẫn là vương thôn đó cả nhà. Rồi bây giờ là giống như từ khi trẻ đó chưa, người ta gọi cái chỗ này giống như là một cái thị trấn treo trên thác vậy đó. Bây giờ vẫn đợi mình tìm chỗ vệ sinh chưa ra. Đó, vệ sinh ở đâu vậy? Cái nước không nhở? Cứ qua đây, qua đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình đã đi vào trong rồi. Rất là đẹp, cẩn thận, trơn trượt nha quý vị. Đây nè, mọi người thấy đây là tuyết đó quý vị, đông đá luôn rồi nè. Người ta nói ở Phù Dung Trấn này, nếu mà mình đi mà thời tiết đẹp nhất, cái mặt cảnh mà đẹp nhất, coi như những cái thác nước nó như mơ, cảnh mà hùng vĩ là khoảng tháng 6 và tháng 8. Tháng 6 và tháng 8 là cảnh đẹp nhất đó quý vị. Còn mùa này mình đi là đang còn lạnh quá, quéo quá. Mình đi đang mới có tháng 2 à, tháng 2, tháng 3 à. Tháng 6, tháng 8 là đẹp nhất nha. Quá trời đẹp luôn. Cảnh ở đây nó cảnh đẹp giống như là trong tranh vậy đó. Rất là thơ mộng. Nằm trên núi này, cái núi này là gọi cái dãy núi Sùng Sơn, nhưng mà nó lại là treo trên thác nữa, có nhiều cái thác nước. Mà muốn thác nước mà nó đẹp là phải tháng 6, tháng 8 nó mới chảy nha, nó mới đổ nhiều. Quá. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Bước vào đây một cái không gian rất là đẹp. Đây vừa mới là cái cổng thôi nha. Mọi người biết không, bên tay trái của tường đây nè, chỗ này gọi là cái gọi là chỗ ở của thổ vương. Là thổ ti là cái coi như là ông vua ở cái vương này á. Thường thường mà ông vua lớn của Trung Quốc là ông ở Bắc Kinh. Còn ở đây giống như là vua phép vua ông thua lễ làng á, thì cái nhà này là nhà của ông thổ vương. À, ông làm việc ông ở đó, rồi vợ ông ở trên luôn. À, rồi ban đêm á là ông sẽ ra đây. Đây ban đêm ông ra đây ông coi biểu diễn văn nghệ. Ở đây á biểu diễn văn nghệ là người ta chủ yếu là cũng sẽ sử dụng bằng hình thể quý vị để mà có hiểu được ngôn ngữ của nhau. À, tại vì nhiều cái dân tộc họ biểu diễn bằng hình thể biết thì đây là cái sân khấu biểu diễn cho vua. Còn nữa một cái điểm xa xa ngoài kia, mọi người thấy không, có một cái cột, lát nữa tôi sẽ quay tận cho mọi người xem cái cột xa xa ngoài kia đó, gọi là cái cột cộng đồng. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy cái cột cộng đồng tiếp nhé. À, cái thời này ông này đó quý vị, thời này là thời ông vua Trung Quốc, nhưng mà ông này là ông vua nước Sở. Tại vì năm 400 mấy trước công nguyên á, là 440 mấy tới 220 mấy trước công nguyên là thời kỳ là Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc đó là cái thời kỳ là nước Trung Quốc chia làm 7 nước phân tranh với nhau. Thì 7 nước phân tranh với nhau là nước nào cũng muốn là chiếm đánh cái khu vực này hết. Tại khu vực này một lát nữa xuống dưới kia nó có một cái dòng sông nó sẽ là giao thương kinh tế giữa là nhiều nơi. Cho nên là các nước muốn đánh chiếm cái khu vực của người Thổ gia này đó, mà đánh hoài không có thắng. Nhưng mà cuối cùng chính cái ông vua Sở này, lúc này là ông vua Sở này của Trung Quốc nè, thì ổng là đã là thỏa thuận hiệp ước được với ông thổ vương, cho nên là ăn thịt đó là thịt con trâu nha quý vị nha. Mà đối với người thổ gia đó, người ta ăn thịt trâu là ăn hết, nhưng mà phải chừa lại cái đầu. Nhà nào mà chừa lại cái đầu trâu như vậy thì coi như là rất là giàu có đó. Thì cuối cùng là như vậy. Đâu mình đi xuống cái dòng sông đó coi như thế nào. Thác nước này. Mà này nước chưa có nhiều nha, nước vẫn chưa nhiều, nhưng mà ở cảnh nhìn ở trên nhìn xuống đẹp quá. Hèn chi mà nhiều nơi đánh chiếm ở đây là đúng quá rồi. Ủa, đối mọi người biết cái này là gỗ hay là điêu khắc?
à, gỗ hay là gà, hay là tường gỗ đó nha quý vị. Ôi bị à nó lắp ráp quý vị ơi, nè coi điêu khắc người ta hay chưa, rồi nó rất là đẹp nha. Ủa sao con sông nó cạn nước dữ vậy đại ca, sông cạn nước quá ha. Nước xong rồi nó chảy xuống dưới thăm nước ở đầu bên kia mà, cái dòng dòng thăm nước ở đầu bên góc kia. Đây là... À, mình đi qua. Tháp ở đầu bên kia, các bây giờ mình còn chưa tới tháp đâu. Chưa đi. Đây là một phim mà thị trấn Phù Dung là được sản xuất năm 1986. Đây là cái phim này rất là hay. À, sau khi cái phim này nó chiếu xong là nơi này mới gọi là thị trấn Phù Dung đó, giống y như bên Hàn Quốc đó. Đây cả nhà, cái này là sừng trâu thiệt nha quý vị. Cái này là giả nè, cái này là thiệt nè. Đó, và nhà nào người ta ăn thịt trâu xong người ta còn cái đầu trâu người ta treo lên như vậy là những nhà đó rất là giàu, mọi người nhìn thấy. À, người ta treo những cái đầu trâu. Không phải là con bò đâu, mà là con trâu đấy, đầu lâu trâu đấy. Và cả nhà mình ơi, món gì đây, có món chè kìa. Trời chó quẩy. Món gì bột không vậy? Bánh bột không mà quý vị ơi. Đây, lạp xưởng kìa. Thật sự luôn mình vẫn thích bộ đồ màu đen nha quý vị nha. Tôi nói thiệt, tôi mà có cơ hội mà đám cưới một lần nữa là tôi sẽ mặc sang màu đen. Nó huyền bí mà nó cao sang hơn nhiều. Đây chính là một bối cảnh trong phim nè cả nhà. Đây mọi người nhìn thấy cái chữ này không? Đây là ô đây nè, người ta có ghi nè, vào năm 2015 là cái này là cái bối cảnh chính trong cái bộ phim Tình Bùa. Phim Tình Bùa 2015. À, đây cũng là một cái bối cảnh của phim đó quý vị. À, Trung Quốc họ làm rất là nhiều phim lấy bối cảnh ở trong cái đây nè, đây là quay đây cho Trang lấn cho mệt. Kem này kem giả, còn mình muốn ăn kem thiệt thì mình ăn. Cái này to nhất đấy nha, đến Trung Quốc là tiểu phú rồi, Việt Nam là tiểu phú. Đây cho một cái này đi. Xin chào nhé. Mình tưởng đâu là mình mua và nó mới làm kem chứ, tưởng sao đưa cái kem thì ở đâu cũng đưa cái kem. Cái kem to thế bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Em chưa biết. Bao nhiêu tiền đó anh? 15 tệ thôi à? Đâu để coi nó tạ bao nhiêu tệ. Rồi hết rồi, ông lạnh quá cho nên là lắc nó không ra được nha. Chứ không phải là ông hết đâu. Ông còn, nhưng mà lạnh quá ông dắt không ra. Cái đấy của chị đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu đây? 15 tệ sao? À mà không biết. Xe xe. Không rồi. 15. 20 tệ nha quý vị. Đây là một cái kem 20 tệ. 20 tệ là bằng 70.000 tiền Việt Nam. Ngon nha, ngon nha. Wow, thời tiết âm 2 độ ăn một cái kem. Ờ. Chảy rồi. Giờ nóng mà ăn kem là chuyện bình thường. Mọi người hãy thử trải nghiệm. Trời lạnh mà ăn kem mới đã. Chắc Tường đã từng ăn kem ở một cái thời tiết lạnh. Nhưng mà ở đây là lạnh nhất. À, ăn ở Pháp nè, ở Úc nè, ở Hàn Quốc nè, ở Nhật Bản và bây giờ Trung Quốc. Tôi đã ăn kem trời lạnh được ở 5 nước rồi nha. Nhưng mà thường thường lạnh là cũng là 5-6 độ. Đây là lần đầu tiên ăn kem ở thời tiết là âm 2 độ. Ngon. Có 70.000 thì Việt Nam rẻ ha. Go. Chúng ta sẽ đi xuống một cái thác nước keo trên ngàn năm đó, để biết tại sao người ta gọi trấn Phù Dung là thị trấn keo trên thác nước, như thị trấn Tích Thác. Go go. Coi chừng chân trợt té nha mấy anh chị ơi. Vẫn có dấu hiệu của tuyết tan nha. Vẫn có dấu hiệu của tuyết tan. Hãy tổng hợp đây nè, tuyết tan nè, tuyết nè. Đó, tuyết đá đông tan ra đó. Có sức cẩn thận. Kinh nghiệm mà nếu mà đi mùa có tuyết rơi mình phải đi những cái đôi dài mà có bám á. Đôi dài đi trên tuyết được. Mà mấy người kia té dép tường là tôi nói chắc nhất á, tại dép tường nó khứa ở dưới nó dễ đi hơn là cái đôi dài trơn. Trời ơi trời, mu dịch cấp phi nó mới ghê nha. Ghê không? À, quán cà phê đó, đẹp chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Phượng Hoàng cổ trấn mà quán cà phê rất là hoành tráng. Em xuống qua. Chị quay lại đây này, có hai nhân vật mà lại âm 2 độ cũng còn ăn được kè. Quá trời quá đó. À, trợ lý tôi cũng đâu có vừa dặn gì. Đấy. Mời quý vị đi xuống thác nước.
thác nước các chị. Đó mà đúng rồi, thác nước hơn 1.000 năm. Thác nước hơn 2.000 năm rồi. 1.000 năm, hơn 1.000 năm. Cái đóng ngõ nhá. Cái này cẩn thận đấy. Đó, đẹp chưa? Cẩn thận nha, trơn trượt ngã nha quý vị. Hù Dũng Thấn. Đẹp chứ bộ. Đẹp ghê đấy. Lần trước tôi chưa đi tới đây, đây là lần đầu tiên các Tường thấy Phù Dung Trấn nha quý vị. Chị xấu ấy, chú. Chú, chị nhìn có đẹp không? Ôi, đằng nào chị tầm hình lo gì, chị không biết. Quá, nước xanh lè. Nước xanh màu ngọc bích. Wow, đó, đẹp chưa? Giờ mình vô cái cổng gỗ nha. Đẹp quá, né né khung hình cơ nè. Đã không quay ăn kem rồi mà tôi quay rồi mà còn tràn ra cái khung hình của người ta nữa. Wow, đẹp quá. Ông sao đây bán? Ủa anh sao đây bán mà có một màu đỏ không vậy anh ha? Đồ giả thôi. Đây là quý vị, đây là cái con sông Mạnh Động. Hồi nãy Tường chia sẻ với cả nhà, con sông Mạnh Động này là nơi giao thương kinh tế giữa các cái nước, đó là những các nước nhỏ đó, bảy nước phân tranh đó là nơi này. Thì cho nên nhưng mà cái con sông Mạnh Động này nó lại trực thuộc có được cái quyền gọi là kiểm soát của cái ông thổ vương, cho nên là các cái nước họ đều muốn đánh chiếm cái vùng đất của người thổ gia này để họ chiếm họ được quyền kiểm soát cái con sông này để mà họ gọi là giao thương về kinh tế đó. Thì cuối cùng ông Dương Sở ông đã chiến thắng. À, ông Dương Sở ông đã thương nghị được, không phải là chiến thắng mà ông quýnh hoài với thổ gia không thắng, thì cuối cùng hai bên đã thương nghị tại cái chỗ lúc nãy, cộng đồng lúc nãy. Và đây là cái con sông này, và bên đây là thác nước. Chính vì vậy đây, nhìn cái hướng này nè, mọi người xoay cái hướng này, thì đó là lý do tại sao người ta nói Phù Dung Trấn là một cái thành phố treo trên thác nước, là thành phố nằm ở trên thác nước luôn. Mọi người thấy không, mình có quay ở dưới cái thác nước mà mình thấy cái thành phố ở trên thác nước. Thác nước ở dưới trước nè. Đây. Thấy chưa? Đó. Ở thác nước ở phía dưới như thế này. Lên trên cao, nó cao tới 900 mấy chục mét đó quý vị. Đó. Và cái thành phố Phù Dung Trấn đã nằm xuống ở trên, cho nên người ta gọi là thành phố treo của thác. Quá trời đẹp luôn. Đây, bây giờ chúng ta tiến bước. Wow. Nhìn cao là thấy cái thác nó đẹp lắm cả nhà ơi. Rất là hùng vĩ luôn. Quá đẹp. Đây. Bán góp chặt luôn hả? Thì chúng ta sẽ nhập cái con đường này để băng qua thác. Còn trước khi băng qua thác thì chúng ta sẽ đi vào cái hang động. Cái hang động này có những người đó, chắc là những người thổ gia mà họ sinh sống ở đây. Đây quý vị. Đúng rồi. Đây. Người phụ nữ thổ gia. Phải phụ nữ không? Ủa? Thầy đàn ông hay phụ nữ vậy quý vị? Đang giả cái gì đây? Ủa thấy có vú nè, tóc dài nè. Chắc là người phụ nữ trong nhà đó. Người phụ nữ đây trong nhà nè. Đây là con chó đang nằm trước cửa nè. Đúng không? Còn đây là một gia đình đang quây quần quanh bếp lửa. Mọi người nhìn thấy không? Đây là một gia đình quây quần quanh bếp lửa. Mình sẽ chụp một cái hình ở đây. Đây là ba ra ngoài này. Đây. Đây chính là. Đây là đàn ông rồi quý vị ơi. Tóc dài, hồi xưa là vạm vỡ sáu múi nè. Chứ không phải phụ nữ. Người đàn ông mới đi săn bắn chứ. Mới bắt được con hươu con nai nè. Thấy không? Rồi sao mà khắc mặt đàn ông với đàn bà y chang nhau vậy? Vậy là nó cũng đàn ông luôn. Chỉ có cái cô ẩn con là mới phụ nữ thôi. Còn bao nhiêu là đàn ông hết. Đây là gì? À, người đàn ông thời thổ, người thổ gia nè, đi à, đi săn bắn nha. Đó, ok. Đẹp quá. Cảm ơn dân viên cho bà luôn. Đẹp quá. Wow. Con mặt là quá thích đẹp luôn mọi người ơi. Cái con sông này quá dữ dội, cái thác nước này quá dữ dội cho con. Con có đi con sợ. Wow. Uống nước này đi, rửa mặt đi, cho nó cầu bình an may mắn, những cái người vui vẻ phải qua hết nha. Đây là những người vui đó. Vô mặt đi, cho tôi hết những nỗi phiền đi, các tường ơi.
ngồi dưới nước. Gặp nước là em bơi, gặp nước là em trèo, ủa quên, gặp núi là em trèo. Quá đẹp luôn. Ở dưới cái thác nước á mọi người, nhìn lên trời ơi, trên cao nè mọi người thấy cái cảnh không? Đó, trời ơi, đúng là thành phố trên thác nước. Phải quay vậy mới quay chứ. Trời ơi. Đây quý vị, hồi xưa mình có phim kiếm hiệp á, ỷ thiên đồ long ký á, mình thấy không? Là hai người bay lên. Là gì? Mà cuối cùng có thiệt nha quý vị. Đây là những bút tích của ông, bút tích của ông Thẩm Thẩm Văn nè. Tường không có qua biết cái nghĩa của từ, nhưng mà ý là Tường thấy hay ở cái chỗ là họ khắc chữ lên trên ấy, mình coi trong phim ỷ thiên đồ long ký là có câu gì ta, thôi quên rồi, lâu quá không coi quên rồi. Nhưng mà là coi cái trong phim tàu là ở ngoài đời nó có thiệt, người ta mới làm trong phim tàu đúng không quý vị. Bay lên chiêu 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 khắc chữ lên, phim gì cũng có mà, ỷ thiên đồ long ký cũng có, Thiên Long Bắc Bộ cũng có mấy cái màn khắc chữ. Như vậy là chắc chúng ta đã đi ra khu vực Phù Dung Trấn chưa ta? À, nghe nói là mình còn đi qua một cái con phà nữa quý vị. Tiếp tục thêm hành trình ngày hôm nay tôi thấy rất là đẹp. Ê, nếu mà vậy mình tính ra là cái Phù Dung Trấn này với cái Phượng Hoàng Cổ Trấn cái nào đẹp hơn? Mọi người thấy cái nào đẹp hơn? Mỗi cái nó có một cái nét khác nhau ha. Cái này thì cái thành phố trên thác, còn cái Phượng Hoàng Cổ Trấn thì nó là một cái thành phố dọc theo con sông Đà Giang, nó cũng rất là đẹp luôn. Công nhận là đẹp thiệt. Mình phải công nhận Trung Quốc, cái khí hậu của nó làm cho người ta sống thọ ở đây trong lành mát mẻ. Không biết nó đầu độc mình ở đâu thì mình không biết, nhưng mình thấy dân nó ở đây là sống thọ nha quý vị nha. Hay thật, đẹp thật. Nhiều người cứ cũng có nhiều người vô comment chửi các Tường, nói với các Tường là hết chỗ đi du lịch sao đi du lịch qua Trung Quốc làm chi. Nhưng mà thật ra Tường thì là cái người thích đam mê du lịch, nơi nào đẹp nơi nào đi thì mình đến, ở chỗ nào cũng có người này người kia. Còn cái chuyện về mình đâu có để mình đi du lịch thôi mà, mình đâu quan tâm liên quan gì đến chính trị đâu. Cái đẹp này là đẹp do thiên nhiên ông trời tạo ra thì mình khen thôi đúng không, mình đâu có khen cái gì của Trung Quốc mà mình khen cái thiên nhiên của nó rất là đẹp hùng vĩ, và những cái này được đưa vào kỳ quan thế giới mà thế giới công nhận thì mình khen thôi. À, cho nên là mình đừng quá khắt khe mấy cái chuyện này. Lại ăn nữa. Okay. Chúng tôi ăn hoài. Bánh này gọi là bánh gì đây em? Chị ăn đi. Okay, xin chào. Mập không? Okay, xin. Mập lắm em không ăn đâu, nhưng mà em thử miếng cũng được. Đây em mua đây rồi. Thử. Đánh nhật rồi, nó không mập đâu. Qua cổng nó mà xuống thuyền. Nè mọi người ơi, đây nè, đây là những cái bình an nè. Đó người ta treo lên nè, người ta ghi chữ lên nè, để mà cầu bình an, ta treo dọc dọc con đường này. À, hay ha, đẹp ha. Đó là cũng là một nét văn hóa của người dân ở đây, của Trung Quốc. Đi, bây giờ mình sẽ xuống tàu. Ô, mình đi phà bự dữ vậy. Đây tàu của mình nè. Đi ngang. Tôi nhìn sau lưng chứ tôi thấy đã đẹp trai rồi đó, mà không biết sao có chuyện gì buồn vậy. Ôi, nước trong xanh lọc bích luôn cả nhà ơi. Đi xuống này cái tưởng tượng nhớ giống đi xuống cái xuống tàu, đi xuống cái chỗ Lăng Minh Mạng ở ngoài Huế quá. Bích bị đớt chiếc chép. Qua con sông, trời ơi, nước trong xanh thiệt luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ có một buổi ăn trưa cùng đoàn. Vậy là xong rồi đó hả? Là coi như là thị trấn Phù Dung, vậy là xong rồi. Kìa, em có thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hoa cải. Đây là cái cầu bên cái cầu này là cái cầu bên gì? Bên Phú Mỹ Hưng nè. Cầu cam nè. Cầu cam. Ủa lại lên xe à? Ở đây là một cái phiên chợ nhỏ. Đi hai cho xe vô kìa. Đi đâu đây? Đây mọi người. Đây là một cái phiên chợ nhỏ nhé. Hồi nãy tôi tưởng đâu là mấy cái lều để mà người ta bán nhà hàng quán ăn, nhưng thật ra không phải đâu. Mấy cái lều này là mấy cái nhà bán đồ ăn đó, bán bông hoa rau quả trái cây gì đó. Còn bây giờ là đoàn mình phải lên xe cơ. Chợ giờ này sao không có gì hết vậy? Thôi lên xe cho nó ấm. Rồi cái chỗ nào cũng đẹp hết trơn ha. Mấy nhà hàng đẹp ghê quý vị. Trời ơi, ủa cái này mới xây nè. Bây giờ mặc dù cái nhà này mới xây, nhưng mà người ta vẫn xây theo cái kiến trúc cổ nha quý vị. Có nghĩa là cái khu vực này là cái thành phố này họ đều xây nhà theo cái kiến trúc cổ hết. Đa số là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có một bữa ăn trưa và chúng ta sẽ tạm biệt.
phù dung trơn, đẹp quá, núi non hùng vĩ. Và đây là buổi ăn trưa nay tại thành phố cổ Phù Dung Trấn. Đây là món canh gì nó rất là lạ, cái này bữa giờ chưa biết, nó giống như là bột không vậy đó quý vị. Một loại canh, xin lỗi cả nhà cho em review một vòng nha. Đây là canh tàu hũ với cá. Ồ, tàu hũ mà nấu với cá hơi lạ. Đây là món hủ tiếu xào với thịt heo. Đây là món gà luộc. Đây là món trứng chiên bất hủ. Đây là món tép nhảy xào cần tây. Đây là món cơm. Đây là món gà hầm tứ xuyên. Đây là món canh bí đỏ với táo tàu. Đây là món thịt, thịt gì đây trời? Thịt heo có gừng. Đây là món khoai tây nấu với cà chua. Đây là món tàu hũ tứ xuyên. Hết rồi, xin một tràng pháo tay. Và cảm ơn cảm ơn đoàn, cảm ơn tour, cảm ơn Vixing Media đã cho Cát Tường một chuyến hành trình rất là tuyệt vời, lần đầu tiên đến với Phù Dung Trấn. Nhớ subscribe theo dõi kênh Cát Tường nha.